Tổng diện tích là 5 sào rưỡi, sổ sách đầy đủ, sổ thể hiện đường. Đất thuộc xã Nam Đà, huyện Cà Đông Nô, tỉnh Đắk Nông. Đất đang trồng phun cây trồng như thế này, cây ăn trái và cà phê. Khu dân cư, điển ba pha, giếng khoan đầy đủ. Anh chị quan tâm thì liên hệ để đi xem và chốt. Vâng, tiếp tục đây lại là một vườn cây ăn trái anh chị ha. Có tổng diện tích là 6 sào, sổ là 5 sào rưỡi anh chị ha, sổ là 5 sào tư. Trong đó có sầu riêng, cà phê, mít, bơ, dừa và các loại cây ăn trái khác anh chị nhá. Đây là vườn trái cây đầy đủ tổng hợp tất cả các loại trái cây. Và có nguồn thu là cà phê anh chị nhá. Và có những cây sầu riêng như thế này. Bên kia và bên này. Đó. Rất là đẹp anh chị nhá. Phun cây trồng. Và có những cây ổi như thế này nữa anh chị ha. Và cà phê. Đầy đủ như vậy anh chị nhá. Tổng diện tích sổ sách đầy đủ, sổ thể hiện đường. Và cách đường Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 đến 35 mét quy hoạch anh chị ha. Tương lai có thể là đường Hồ Chí Minh đi ngang qua đây. Đó. Đất này thì thuộc xã Nam Đà, huyện Cà Đông Nô, tỉnh Đắk Nông. Đó. Một vườn trái cây rất là đẹp này. Hiện tại chủ nhà đang nhờ bán là giá 387 triệu. Anh chị quan tâm thì liên hệ nha. Bây giờ chúng ta cùng đi chi tiết với lô đất này để chúng ta xem và đánh giá một cách khách quan nhất. Chúng ta có thể đầu tư được hay không anh chị ha. Trong này có một số cây sầu riêng rất là lớn này. Cây này thì đang còn nhỏ anh chị ha. Cây này thì đang bắt đầu dưỡng cành thôi. Đấy, họ đang bắt đầu làm cành thôi. Như cây bên này thì lớn rồi này. Đang có ra hoa trái vụ nhá anh chị nhá. Đây này. Này. Đây, họ đang để hoa trái vụ. Đó. Cây này họ làm cành và đang là để hoa trái vụ. Như bên này thì cây sầu riêng này đang để trái rồi này anh chị ha. Đó. Đây là sầu, đây là cây sầu riêng hạt anh chị ha. Sầu riêng hạt chứ không phải sầu riêng thái đâu. Đó. Đây. Bên này thì có mấy cây sầu nữa này. Cũng hình như là sầu hạt. Bên này mới là mấy cái thái này. Đấy. Rất là đẹp nha. Ngay khu dân cư. Điển ba pha. Giếng khoan đầy đủ nha anh chị nha. Tổng diện tích trong sổ là 5 sào rưỡi anh chị ha. Còn ngoài thực tế khoảng gần 6 sào anh chị ha. Đó. Cái đường xá như thế này là ô tô vào tận nơi anh chị ha. Đường này thì có thể hiện luôn trên sổ nhá. Đấy. Bắt đầu đó kéo qua đây. Đó. Đường xá như thế này và khu dân cư và có điểm đón ba pha đầy đủ. Này nó thuộc dạng như là một cái nhà vườn anh chị nhé. Đấy. Như tròm này thì họ mới giảm cà lại cho nên là không được đẹp lắm này. Có tiêu này anh chị nhá. Có tiêu đầy đủ này. Đó. Đấy. Như bên này thì nhà dân họ xung quanh họ đang trồng cà này. Chăm cà rất là đẹp nha. Như nhà này thì họ đang phá đi và trồng lại như thế này. Đó, rất là tiếc anh chị ha. Nếu mà đều thì rất là ok. Đó, trong này có cả những cây mít như thế này. Đó, dừa. Đấy, có những cây dừa rất là to rồi. Này là khu dân cư anh chị ha. Điện ba pha đầy đủ anh chị nhá. Đó. Và chúng ta sẽ đi vào sâu hơn một xíu để chúng ta xem từng chi tiết hơn ha anh chị ha. Bên trong này thì có tròm này thì có cà phê này, có cây nhãn này. Đó. Và cà phê như thế này. Cây bưởi này thì đã bị tàn rồi. Đó. À, có những cây bưởi thế này. Vườn cây ăn trái thì không ăn thua. Nhưng mà chúng ta biết rằng là thế lợi thế của lô đất này á, là ngay khu dân cư anh chị ha. Có điện ba pha, giếng khoan đầy đủ anh chị nhá. Còn chỗ này á, thì có những cây cà phê cũng rất là được này. À, cây bưởi cũng ok. À, nhưng mà bưởi này hình như là họ không biết làm trái sao á. Không có trái anh chị ha. Đó. Giếng khoan này. Đấy, điện đi vào giếng khoan anh chị ha. Mình quay giếng khoan cho anh chị xem nhá. Cũng vẫn là quan trọng cái nguồn nước với nguồn điện anh chị ha. Anh chị làm đây á, thì mà không có nguồn nước, không có nguồn điện là cũng thua anh chị ha. Đây. Đó, có giếng khoan. Và điện ba pha đầy đủ anh chị nhá. Cây vú sữa này cũng rất là nhiều trái này. Đang bắt đầu ra trái này. Có thể kịp Tết anh chị ha. Đó. Nước này thì ok. Chất đất này á, thì là đất mỡ gà anh chị ha. Đất mỡ gà pha một ít sỏi anh chị này. Đây. Đây, vào cận cảnh chúng ta thấy này. Có pha thêm một ít sỏi như thế này anh chị nha. Đây. Đó. Chất đất mơ gà. Và có một số nơi thì có sỏi anh chị nhá. Đó. Sổ sách đầy đủ. Sổ sách đầy đủ như thế này. Xuống đây thì.
cà phê này. Họ trồng rất là nhiều dừa này. Đó. Đó. Điện ba pha đầy đủ cà phê. Rất là ok anh chị ha. Dưới này cũng có ao luôn này anh chị nhá. Mình quay ở trên này để cho anh chị thấy. Xíu nữa mình đi sát sát bên ao cho anh chị xem có cái ao luôn anh chị ha. Đây. Cái nên nước tưới không lo anh chị nhá. Đây. Anh chị nhìn xuống dưới này, bên dưới có cái ao rất là đẹp này, thấy không? Rất là to. Bên bờ này là những cây mít này. Nếu anh chị mà mua đây á thì anh chị có thể triển khai làm sạch sẽ ở đây mà chúng ta trồng lại, quy hoạch lại những cây trồng này. Tại vì họ làm ở đây thì họ nhiều đất quá, họ làm không nổi anh chị ha. Nhiều đất quá. Nên họ bán bớt. Đây. Rất là đẹp nhá. Thế đất thì bằng và thoải nhẹ anh chị ha. Không dốc. Đấy. Đấy. Gần như là mít với lại dừa anh chị ha. Nhà này cũng ưa mít với dừa thôi. Đấy. Mít này thì rất là nhiều trái này. Này là mít Thái này anh chị ha. Rất là nhiều trái. Đó. Rất là ok anh chị ha. Một vườn mít. Rồi dừa này. Đó. Cái video này rất là ngắn thôi anh chị ha. Tại vì diện tích của lô đất này có 5 sào mấy, gần 6 sào. Thì diện tích như vậy thì mình đi vòng hết thì cũng không bao nhiêu đâu. Cho nên video rất là ngắn, anh chị đừng có tua đi. Rồi cuối cùng mình không nhìn thấy được các chi tiết của lô đất này, để chúng ta không được đánh giá được thực tế nhất và khách quan nhất anh chị ha. Đấy. Đó, họ còn để sót những cái điều to như thế này, làm cho cái cà nó bị rợp lại này. Và nó sẽ rất là có ít trái và không năng suất anh chị ha. Đó, nếu mà mình làm, mình mua, mình làm sạch sẽ và mình quy hoạch chăm bón lại đàng hoàng thì mình sẽ có những cái nguồn thu từ cây dừa này này anh chị ha. Mùa Tết tới này rồi, cho nên là có những cây dừa này mà có trái thì bán cũng rất là có nhiều tiền anh chị ha. Đó. Một vườn rất là đẹp này. Hay. Rồi mình sẽ đi lòng vòng ra ngoài đường cho anh chị xem nhé. Bên này có một ít đá phấn này anh chị ha. Đá phấn. Đó, ok. Vườn này là dừa này. Đây là họ làm cái rào để nuôi gà với lại làm vườn anh chị ha. Đấy. Cái dừa này cũng rất là sai trái này. Vườn này gần như là có trái hết, dừa này có trái hết rồi anh chị ha. Rồi có xoài nữa này. Xoài Thái nữa nhé. Khoảng trống ở đây cũng rất là nhiều. Hiện tại cái nguồn thu trên này thì cũng không được đạt lắm anh chị ha. Về phương diện thì đất này thì khu dân cư. Rồi, nhà cửa thì cũng ở quanh đây. Người dân họ sinh sống ở quanh đây ha. Rất là nhiều anh chị ha. Và được cái là điện ba pha, giếng khoan đầy đủ. Sổ thì thể hiện đường. Và sổ đầy đủ anh chị nhé. Đó, và có sẵn những cây trồng như thế này. Sầu riêng thì hiện tại cũng đang trồng lác đác và cây to cây nhỏ như vậy hết rồi. Đấy. Và mình chỉ có chăm những cây này cho để nó phục hồi lại cho đẹp và mình có nguồn thu thôi anh chị ha. Đấy. Nhìn tổng thể thì lô này cũng rất ok rồi anh chị nhá. Đó. Rồi, chồng đã đi một vòng rồi để cho anh chị xem hết tổng quan của lô đất này rồi. Chúng ta chốt lại một cái anh chị ha. Rồi, tổng diện tích của lô đất này là 5 sào rưỡi trong sổ. Sổ có thể hiện đường anh chị nhá. Đất này thì thuộc xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Giá chủ nhà mong muốn bán là 387 triệu, giá không thương lượng. Giá này chỉ có bớt lộc anh chị nhá. Anh chị quan tâm thì liên hệ để đi xem và chốt nha.